Chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Bảo Thắng. Hôm nay mình sẽ đọc sách tiếp tục, nhưng mà mình đã chuyển góc cho mọi người. Không phải là mình chuyển góc từ trong nhà mà hôm nay mình đã đi về đổi để mà thăm ông bà nội. Không tiện đọc sách luôn. Mình đã đọc là lúc đấy cho mọi người. Ok, do nè, không mà qua Tam Quốc mà. Vậy thì tại sao cùng bỏ mang khả năng chờ cho con người về xử lý đồng tiền? Vẫn chỉ là bạn mới có thể trả lời câu hỏi này, nhưng tôi cũng có thể nói với bạn tại sao tôi cần phát huy năng lực này của mình. Vì tôi muốn kiếm tiền nhanh chóng, không phải vì không phải buộc tôi phải làm, mà là vì tôi muốn làm. Đây là một quá trình học tập cho người ta say mê. Tôi mang chỉ số thông minh và tài chính của mình vì tôi muốn tham gia vào các trò chơi nhanh nhất, mạnh nhất trên thế giới. Xét từ quan điểm cá nhân, tôi mong trở thành một bộ phận dòng thép cách mạng về nhân tính chưa từng có lịch sử này. Ông ta muốn thâm nhập vào thời đại mà con người dựa vào lao động trí óc chứ không phải dựa vào lao động chân tay để sống. Ngoài ra, đây cũng là một trong những chương trình hành động là sự việc đang nảy sinh. Đó cũng là một trào lưu đang bám sát thời đại. Đó là những câu chuyện là mạo hiểm. Đó, nó là những câu chuyện vô cùng lý thú. Đó là nguyên nhân to lớn mạnh mẽ là tôi phải không ngừng nâng cao năng lực về tài chính, mở mang tài sản của mình. Tôi muốn làm bạn với những người mạnh mẽ và không muốn đứng cùng đội ngũ với những người cùng cậu. Tôi muốn nêu với các bạn một ví dụ đơn giản về kiếm tiền. Đầu những năm 90, kinh tế của thành phố Phoenix đang bế tắc. Tôi đang ngồi trong nhà mà xem tiết mục TV chào nước Mỹ. Có một chuyên gia tài chính trên TV nói chuyện bởi dự báo tình hình kinh tế. Ông ta đề nghị hãy tích lũy mỗi tháng để dành $100. Sau 40 năm bạn sẽ trở thành triệu phú. Đúng, mỗi tháng để dành một ít tiền là một ý kiến hay. Đó là một sự lựa chọn mà đại đa số người ta muốn làm. Vấn đề là nó sẽ che mất đôi mắt của mọi người ta, sẽ làm cho họ không nhìn rõ sự thực chất của sự phát triển. Họ sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội để làm tăng tài sản. Thế là cơ hội sẽ không chơi với họ nữa. Tôi vừa nói hồi ấy kinh tế rất sốt kém. Có nhà đầu tư mà nói đây là cơ hội quá tốt cho thị trường. Tôi có một tiền lương lớn đầu tư vào cổ phiếu và nhà đất nên thiếu tiền mặt, ra cũng bán ra, còn tôi thì mua vào. Không phải tôi tích lũy tiền mà tôi đang đầu tư. Của tôi có số tiền mà tôi đang đầu tư, của tôi là người có số tiền hơn $1,000,000 đầu tư vào thị trường sách vở đi lên. Chúng tôi tin rằng đó là cơ hội tốt nhất. Nhà cửa cũng có chỉ $17, hiện nay chỉ đáng $7,000, $7,500. Nhưng tôi không mua nhà cửa ở các công ty môi giới địa phương, mà tôi tìm đến các văn phòng luật sư về các vụ phá sản hoặc đàm phán qua các vụ việc ở tòa án. Tại các nơi này tôi có thể mua cái nhà của cái trị giá $7,000 chỉ với $2,000 hoặc rẻ hơn nữa. Chứ hết, tôi đưa vào các luật sư đặt tiền cọc là $2,000 bằng tiền mặt và ship. Đây là tiền tôi vay từ các bạn bè thời hạn 90 ngày trả lãi $200. Khi việc mua bán đang đi vào quỹ đạo thì tôi cho đăng ký rồi bán nhà đất giá trị $7,500 với giá là $6,000 được mua chưa phải trả đồng nào. Khi điện thoại của tôi reo liên tục, tôi lần lượt chọn các bên mua có nhiều khả năng mua được để điều tra về họ. Sau đó khi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý xem tôi nhà đất thì tôi mới đến xem thực địa. Giao dịch rất thuận lợi, chỉ sau vài phút là bán xong. Nhà tôi yêu cầu trả $2,500 theo thủ tục nên mua vỉa và giao ngay. Số tiền này tôi dùng vào việc trả cho công ty môi giới và trả lại cho các bạn $2,000, $200 tiền lãi. Trong thời vụ này các bạn tôi vui, bên nhà mua vui, luật sư vui và tôi tất nhiên là vui. Tôi bỏ vốn $2,000 để mua một căn nhà rồi bán đi $6,000 được $4,000 rồi nhập cổ phiếu tương đương với mua giao và tài sản của tôi. Tổng thời gian làm việc chỉ là 5 tiếng đồng hồ. Nó bây giờ bạn này hiểu được hồn sơ lược và tài chính và bạn có thể đọc được cái chỉ số thì tôi có thể lấy bộ giao dịch nói cho làm ví dụ trình bày với bạn.
đồng tiền được sáng tạo như thế nào trong một thị trường nhiều nền xét sơ. Tôi và vợ đã dùng những lúc rảnh rỗi để hoàn thành 6 thư vụ biểu diễn đơn giản, mà khi một lần lượng lớn tiền để bỏ vào những tài sản có khả năng tăng giá trị và cổ phiếu nên không thể huy động được, thì chúng tôi thông qua 6 lần mua vào, thu gom và bán ra đã kiếm được 19 vạn đô la bởi lãi suất của những món này tính trên con số bề mặt là 10%, nên mỗi năm chúng tôi thu nhập dần 19.000 đô la. Số tiền này lại bị công ty của mình giấu kín, bởi lẽ mỗi năm 19.000 đô la này lại phần lớn được dùng để chi phí tiền xe cộ, xăng dầu ô tô, các chuyến đi xe, phí bảo hiểm, phí siêu đãi, các chi tiêu khác. Khi chính phủ thu thuế về các thu nhập thì các khoản chi đã có thể nói là được sự khấu trừ hợp pháp từ trước khi đóng thuế rồi. Đây là một ví dụ đơn giản về công việc vận dụng năng lực tài chính, sử dụng tiền bạc, bảo tồn tiền bạc. Xin hỏi, bạn mất bao nhiêu thời gian để có thể cóp được 190.000 đô la? Liệu ngân hàng mới có thể tích góp được trả cho bạn 10% lãi suất không? Liệu trong vòng 30 năm tiền có mất giá không? Tôi thấy rằng quỹ tiết kiệm của ngân hàng không thể để bạn tích quỹ tiết kiệm mà tích góp được 190.000 đô la, mà dù cuối cùng họ có thể chi trả khoản tiền này thì tôi cũng không phải nộp một khoản thuế nhất định. Ngoài ra, trong vòng 30 năm đó, mỗi năm phải chi ra 19.000 đô, chứ về mặt thu nhập còn cao hơn số tiền 500.000 đô la đối với ngân hàng mà nói. Điều này lại càng không thể. Có người hỏi tôi rằng, nếu bên mua không thể chi ra thì phải làm thế nào? Chuyện này không thể xảy ra được. Nếu như vậy, đó sẽ là một tin tốt lành, bởi vì thị trường bất động sản thành phố Cộng Hòa từ năm 1994 đến năm 1997 là một trong những thị trường nóng nhất trên nước Mỹ. Một ngôi nhà giá 60.000 đô la sau khi mua vào có thể bán ra với giá mới là 70.000 đô la. Ngoài ra, nó còn có thể thu nhập thêm 2.500 đô la bằng danh nghĩa các thủ tục phí khác. Đối với những ông chủ mới mua, ông ta vẫn có thể đưa ra điều kiện ưu đãi giá vài lần vào quá trình này vẫn có thể được tiếp tục về sau. Do đó, nếu bạn có được phản ứng mẫn cảm thì thấy được rằng khi đầu tiên tôi bán căn nhà đó, tôi đã thu được về 2.000 đô la về mặt kỹ thuật mà nói. Trong giao dịch, tôi không thể phải bỏ ra một đồng bệnh nào, nhưng sự béo đáp từ những đầu tư của tôi lại rất lớn. Đây là một ví dụ tuyệt vời với công việc không có tiền, tiến hành có tiền. Trong buổi giao dịch thứ hai, ngôi nhà được bán ra một lần nữa, tôi đã có thể cho vào hộ bao của mình 2.000 đô la. Nhưng khoản tiền này cho khi kéo đến 30 năm, nếu tôi mang khoản tiền kiếm được tiếp tục dùng vào kiếm tiền thì sức hưởng đội đầu tư sẽ là bao nhiêu? Điều này tôi cũng không biết. Chúng tôi biết chắc rằng tỷ suất lợi hữu sẽ được khoảng 100 đô la mỗi tháng. Mỗi tháng gửi 100 đô la chưa hợp tới là phải gửi 150 đô la mới có thể đạt được lãi suất khi đến kỳ hạn. Bởi vì trong 40 năm lại đầy khoản tiền bạn gửi vào đã bị đánh thuế 5%. Khi đến kỳ hạn một lần nữa bạn phải nộp khoản thuế thì lãi suất là 5%. Là như vậy, ít nhất đó không phải là điều thông minh. Nó có nhiều điều như vậy, có lẽ là an toàn hơn, nhưng rõ ràng là không xét suốt. Năm 1997, khi tôi bắt đầu viết cuốn sách này, xu thế thị trường đi ngược lại với 100 năm trước đó. Thị trường bất động sản ở thành phố Cộng Hòa khiến cho cả nước Mỹ phải rất yên lên. Trong năm đó, một ngôi nhà mà chúng tôi bán ra với giá 600.000 đô la đã lên với 1.100.000 đô la. Lúc ấy thì vẫn có thể tìm được một vài tài sản bị phá sản. Chúng tôi còn bỏ ra một số vốn lớn và cả thời gian nữa để tìm những cơ hội như vậy. Những cơ hội như vậy chính là rất hiếm hoi. Thì bạn ngân hàng thì bạn người cũng đi mua từ những cơ hội như vậy. Chỉ có ít người thành công. Thành thôi, thị trường đã thay đổi. May cần phải chuyển hướng đi tìm những vụ làm ăn khác để tăng tài sản của mình lên. Ồ, nơi này, ở đây là không thể làm như vậy được. Đó là vi phạm pháp luật, ngoài đi nói dối. Điều này tôi nghe được nhiều hơn những điều nó là loại như
Hắn sẽ nói cho tôi biết phải làm thế nào không? Những chi thức và toán học mà bạn cần có. Kỳ thực rất đơn giản, cũng chẳng cần phải tới hình học hay phi phân, tích phân và quá trình liên quan đến các bộ giao dịch. Tôi không muốn biết nhiều. Nguyên nhân bố bác các công ty giới dịch vụ sẽ phụ trách xử lý các trường hợp pháp luật mà đưa ra những loại hình dịch vụ có liên quan. Tôi thấy không cần thiết phải làm việc đó nữa. Đôi khi cũng có những người không thể chi trả, nhưng rất hiếm thấy, bởi vì trong tình trạng này họ buộc phải chi ra các khoản chi phí do kéo dài thời hạn hoặc là do họ không thể sử dụng bán lại ngôi nhà đó. Hệ thống tòa án sẽ xử lý những vụ việc này. Đương nhiên, một số loại dịch vụ này sẽ ở nơi bạn đang có thể không được hoàn thiện lắm. Tình hình thị trường có khác nhau, nhưng tôi chỉ muốn dùng ví dụ này để nói lên rằng chỉ dùng rất ít tiền, độ rủi ro rất nhỏ, dựa vào một quá trình thao tác tài sản hàng triệu đô la. Ví dụ này cũng có thể nói lên rằng tiền bạc chỉ là một bản hiệp định mà thôi. Bất kỳ ai có trình độ văn hóa trung bình cũng đều có thể làm được điều này. Nhưng phần lớn lại không làm được điều đó. Đó là bởi họ luôn luôn tin tưởng vào các rốt giáo điều rằng cố gắng làm việc tích cực của tiền, bỏ ra 30 giờ làm việc là sẽ tăng được 190.000 đô và lại không phải nộp một đồng thuế nào. Đối với bạn, vấn đề nào khó khăn hơn? Chịu khó làm việc, nộp thuế 50%, dư tiền ra gửi tiết kiệm, lãi suất của bạn là 5%. Khoản tiền lợi tức là mình phải điền phải nộp thuế nào nữa. 2. Bỏ một chút thời gian để nâng cao thị lực, xử lý tài chính, tăng cường năng lực và động não, từ đó là tăng tài sản của bạn lên. Nếu bạn được chọn phương án thứ nhất để gửi tiết kiệm 190.000 đô la, thì bạn phải tính toán xem bạn bỏ lại bao nhiêu thời gian, mà thời gian chính là tài sản quan trọng nhất của bạn. Nay hẳn bạn đã hiểu rõ được rằng vì sao mỗi khi tôi nghe thấy các ông bố bà mẹ nói ở trường con cái được giáo dục rất tốt, trúc học rất giỏi, thì tôi lại luôn lắc đầu. Sự giáo dục này thực sự rất tốt, nhưng liệu như vậy đầy đủ chưa? Những điều tôi nói trên chỉ là chiến lược đầu tư loại nhỏ, chỉ dùng để nói rõ làm thế nào để biến số tiền nhỏ thành tiền lớn. Ngoài ra, những thành công của tôi cũng phản ánh một điều: có một cơ sở kiến thức tài chính chắc chắn cũng thật quan trọng biết bao. Mà muốn có được cơ sở như vậy, phải bắt đầu bằng sự tiếp thu và giáo dục tài chính thiết thực. Một điều đáng để nhắc lại mà vẫn không nhìn thấy xem mình thấy nhàm chán về sự thông minh và tài chính chính là do 4 kỹ năng chủ yếu dưới dạng tạo thành. 1. Kiến thức về tài chính, tức là khả năng đọc, hiểu về các con số. 2. Chiến lược đầu tư, tức là ngành khoa học, tiền để ra tiền. 3. Là thị trường cung cấp đầu tư, build ra. Vậy tôi vẫn cần Bill Gates cũng vậy, dùng 2.000 đô la để mua một ngôi nhà có giá 75.000 đô la, sau đó lại bán ra với giá 60.000 đô la. Chính là kết quả của việc nắm bắt cơ hội mà thị trường sáng tạo ra. Hay chưa? Trên thị trường cũng luôn có những người bán mà có những người mua. 4. Luật pháp, cần phải quan tâm đến các luật có liên quan đến phương diện kế toán và thống kê, cũng như là luật pháp quy định của các bang và toàn quốc. Chúng ta phải tiến hành trò chơi đúng quy tắc, dù cho thông qua việc mua bán những ngôi nhà nhỏ hoặc toàn lớn, công ty cổ phiếu, ngân phiếu, các quỹ cộng đồng, bạn bè đá quý, hay bất kỳ cái gì tương tự như vậy cũng kiếm được một món tiền lớn. Hãy có các cơ sở trên, hoặc nói cách khác, phải nắm chắc các kỹ năng trên. Năm 1996, thị trường bất động sản bắt đầu được phục hồi. Người ta đua nhau lên vào thị trường này. Thị trường cổ phiếu bắt đầu cũng phồn vinh trở lại. Kinh tế cả nước Mỹ cũng bắt đầu phục hồi. Năm 1996, tôi bắt đầu bán nhà. Hiện nay, tôi lại chuyển mục tiêu sang Peru, Malaysia, Philippines. Khi thị trường đầu tư và thị trường mua bán đất có biến động,
chúng tôi đã chuẩn bị rút ra khỏi thị trường bất động sản. Hiện nay tôi luôn theo dõi chặt chẽ biến động về giá cả của nhà cửa. Rất có thể vào cuối năm hoặc một chút bán ra một số tòa nhà. Điều này sẽ được quyết định bởi việc Quốc hội có thông qua một số luật sửa đổi hay không. Tôi định bán 4 căn nhà nhỏ. Số sẽ đổi 40.000 đô la ngân phiếu ra tiền mặt. Phải yêu cầu kế toán phải bảo quản đặt số tiền này và tìm con đường khác. Đây tôi muốn bàn có một số vấn đề như đầu tư, thu hồi tiền vốn, sự lên xuống của thị trường, sự tăng trưởng và suy thoái kinh tế. Suốt cuộc đời của một con người hầu như người nào cũng gặp rất nhiều cơ hội, nhưng thường nhìn mà không thấy rồi bỏ đi. Rõ ràng là cơ hội vẫn tồn tại, thế giới vẫn thay đổi càng lớn, khoa học kỹ thuật vẫn tồn tại, thế giới vẫn thay đổi, cơ hội tiến bộ càng nhanh thì những cơ hội mang lại càng nhiều, gia đình bạn thậm chí còn đời sống cũng càng nhiều. Vì vậy tại sao bạn lại không nhẫn nại nơi cao sự thông minh và tài chính của bạn? Nguyên nhân chính tôi không ngừng học tập và nâng cao nó, bởi tôi hiểu rằng thị trường lúc lên lúc xuống thay nhau. Tôi ý thức được rằng thay đổi đang tới gần, nhưng một số người khác muốn biết ăn lấy thời cơ mà cuộc sống mang lại cho họ. Những cơ hội mỗi người đều trong chúng ta vẫn tình thoảng vẫn gặp, và sau đó biến những thời cơ đó thành tiền bạc. Đó chính là sự thông minh tài chính. Thường có người hỏi về cơ hội tôi kiếm ra 7 triệu. Và góc độ cá nhân mà nói, tôi hơi đắn đo về việc nêu ra những kinh nghiệm đầu tư của bản thân mình đó làm ví dụ, bởi tôi sợ rằng như vậy có vẻ là hơi khoa trương mình và làm việc tự thổi phồng hoàn toàn. Đây không phải là sự chú ý của tôi. Tôi sử dụng những ví dụ này chẳng qua là để chỉ từ những con số hoặc thời gian để nói lên một thật đơn giản mà thôi. Và sử dụng những ví dụ ra đó cũng là để mong mọi người biết được rằng những việc thật đó cũng rất dễ dàng. Bạn càng phải thành thạo cố vấn thân mà nói. Tôi chủ yếu là tiền bạc của mình, bất động sản và cổ phiếu, những công ty loại nhỏ. Bất động sản là cơ sở thông qua việc mua bán và khách hàng tháng. Tài sản của tôi không ngừng tăng lên, tình toán cũng có lúc tăng đột biến. Còn thông thường là sẽ chờ đợi và tăng giá trị một cách nhanh chóng của cổ phiếu công ty nhỏ. Tôi cũng không khuyên người khác làm những việc tôi đã làm. Còn ví dụ vẫn chỉ là ví dụ thôi. Nếu cơ hội đầu tư quá phức tạp, tôi đã không thể làm rõ được, tôi sẽ không đầu tư vào đó. Tôi tính toán những con số đơn giản là kiến thức thông thường, rồi những điều kiện cần thiết để làm tốt công việc tài chính. Đây tôi đưa ra 5 nguyên nhân để chứng minh. 1. Khích lệ mọi người học càng nhiều tri thức càng tốt. 2. Ngôi nhà dù cao bao nhiêu cũng phải từ nền móng nhà mà nên. Hy vọng mọi người phải tự tạo dựng cơ sở vững chắc. 3. Xin nói với mọi người rằng ai cũng đều có thể trở nên giàu có được. 4. Mọi người hãy nhớ rằng có rất nhiều con đường đi tới tương lai. 5. Tri thức là chính, không phải là một cái gì quá nhân. Tôi tờ chơi đi xuống uống nước ngựa kén họng quá, to kêu họng quá.
1998, cô thường xuyên chạy bộ qua nơi vùng đất rất đẹp. Cô từ Lander thuộc làng Oregon. Ở đây có những ngôi nhà nhỏ rất xinh xắn, làm cho tôi liên tưởng đến ngay cảm giác cháu bé đầu đội mũ đỡ đang tung tăng đến nhà bà ngoại. Có nhiều ngôi nhà dọc hai bên đường, treo các tấm biển nhà cần bán. Lúc ấy thị trường gỗ đang suy sụp, thị trường cổ phiếu hầu như đang tan vỡ, tình trạng kinh tế rất tồi tệ. Đi dọc theo con đường này, nhìn thấy các biển nhà bán rất cũ, có vẻ như đã được chơi từ rất lâu. Ở trước đây có một ngôi nhà, tôi đi về gặp chủ nhà, cho ông ra có vẻ đang trong trạng thái khó khăn lắm. Tôi hỏi ông định bán ngôi nhà này với giá bao nhiêu. Ông chủ cười một cách đau khổ và trả lời rằng: ông cứ ra giá đi, tôi đã ra bán nó hàng năm rồi mà, tôi vẫn chẳng ai có thèm ngó tới gì nữa kể. Phải để tôi cho xem ngơ một chút. Rồi sau, tôi đã mua căn nhà đó với giá thấp hơn giá mà ông chủ đưa ra, tới 20.000 đô la. Đã là ngôi nhà nhỏ xinh xắn dành cho cả hai người ở. Chiếc cửa sổ trang trí tiệm rất đẹp, tường màu xanh nhạt, được xây dựng từ năm 1930. Căn nhà có một lò sưởi xây bằng đá rất đẹp, nhà có hai phòng ngủ, cái dùng để cho thuê thì quá tuyệt vời. Nhà này tôi mua với giá 45.000 đô la, thực tế phải đến giá 65.000 đô la, đặt trước cho ông chủ 5.000 đô la. Mình dồn sau, ông chủ rời nhà vui vẻ như chút buồn bỏ cái nặng vậy. Khi bị cách đến thuê nhà đầu tiên là một giáo sư đại học địa phương, tiền thuê nhà của ông trả tôi từ được bỏ chi phí, mỗi tháng tôi bỏ túi được 40 đô la. Tiền lời thật ra cũng không phải nhiều nhận cho lắm. Năm sau, thị trường bất động sản Oregon bắt đầu phục hồi. Các đầu tư đến từ California với thị trường bất động sản phát triển. Tôi đã ôm một vốn rất lớn, chuyển từ Lâm phía Bắc để mua đất động sản ở Oregon và Washington. Tại vì anh em không đăng ký cho mình, đăng ký đi ra đi, mình sẽ gói một tốt hơn. Giờ bắt đầu ra không ai tắt cấp bay trường đâu, nửa tiếng mới tại nhiên lượng, sao đâu, cứ lo đi. Tôi bán ngôi nhà nhỏ này cho đôi vợ chồng chỉ đến từ California với giá 95.000 đô la. Ta được khoản lời từ 40.000 đô la nhờ luật thanh toán trễ hẹn năm 2031, và tôi lại mang số tiền kiếm được tìm nơi khác để đầu tư. Khoảng một tháng sau, tôi tìm được một ngôi nhà lớn có 12 căn phòng ở Oregon gần một nhà máy. Chủ nhà lúc đó đang sống ở Đức và ông ta hầu như không có một khái niệm gì về giá trị của bất động sản ở mảnh đất này. Anh chị muốn bán nhanh cho thoát, tôi ra giá 275.000 đô la cho ngôi nhà vốn đáng giá 450.000 đô la. Cuối cùng mua được với giá 300.000 đô la. 2 năm sau, tôi phải chuyển về thành phố Cộng Hòa nên phải bán ngôi nhà này với giá 495.000 đô la. Đó, tôi đã mua ngôi nhà 30 buồng ở thành phố Cộng Hòa. Tình hình ở nhà thành phố Cộng Hòa này cũng giống như Oregon. Trước đây, ngôi nhà này chúng mới mua với giá 875.000 đô la. Tiền trả lần đầu là 225.000 đô la. Đến năm 1996, thì trường bất động sản ở đây lại bắt đầu biến động. Ngôi nhà tôi ở Canolada để bán mua lại căn nhà của tôi với giá 1.200.000 đô la. Từ 875.000 đô la rồi bán lại với giá 1.200.000 đô la. Này là
đầu tư cực kỳ sản xuất. Wow, này là quá sạch rồi. Giữa một đầu tư kiểu gì nữa. Hết cứu rồi. Vợ chồng tôi đã tính đến chuyện bán đi, nhưng tôi cuối cùng quyết định hãy trò chuyện thêm một hồi, xem liệu quốc hội có sửa đổi luật lệ liên quan đến lợi tức hay không. Nếu quả có sửa đổi thì tài sản đến kỳ hạn của chúng tôi có thể tăng lên 15-20%. Phải đắt mà tăng nữa trời. Là hết cứu rồi nha. Mua nhà là cẩn thận à. Còn nhất không nhẹ nha. Tận dụng có nói là người là một nhà là một chia sẻ á. Nếu xem được chưa. Không xem là không biết nhà gì đâu. Mà trong thời gian ngắn, mỗi tháng chúng ta có thể bỏ tôi được 8.000 đô la. Điểm quan trọng nhất trong ví dụ này là nó rõ làm thế nào để mà có thể biến một khoản tiền nhỏ thành một khoản tiền lớn. Đương nhiên điều này còn phải dựa vào các động cơ tài chính, chính sách đầu tư và hiểu biết về thị trường và khách lộng nữa. Nếu một người nào đó không có em gì hiểu về lắm về chuyện lĩnh vực này thì nó nhiên họ phải tuân thủ những dấu hiệu tiêu chuẩn, tức là tìm nơi an toàn, đầu tư phân tán vào các vụ tương đối chắc chắn. Vấn đề là ở chỗ những vụ đó thường quá an toàn, như vậy lợi nhuận sẽ rất thấp. Còn nói những công ty bất động sản luôn cỡ tuân chủ tính đã không chính lưu về các vụ cơ nhằm bảo vệ bản thân và khách hàng của họ, đó là một chính sách. Và nói những con tin bất động sản nguyên tù trong những dịch vụ giao dịch thật sự lớn thường không đến tay những người mới. Nói chung những cái vụ giao dịch tốt nhất có thể là cho người ta càng giàu lên được luôn chuẩn bị sẵn cho những người thông qua quy tắc của trò chơi và bậc kỹ thuật. Và nói một người được là do không đủ đảo luyện khi tiến hành các bước giao dịch qua bộ đầu cơ câu hợp quy tắc. Đương nhiên việc này cũng không thường xuyên xảy ra. Tôi càng lão luyện bao nhiêu thì các cơ hội đến càng nhiều bấy nhiêu. Một phương pháp khác sẽ mở rộng tài năng và tài chính, chứ là việc đưa ra nhiều cơ hội hơn cho mình. Tài năng của bạn càng cao, bạn càng dễ làm công việc. Ở hơn cơ hội nào tốt và cơ hội nào là xấu. Vì vậy, chứ để có mình, bạn có thể tránh được những cơ hội bất lợi. Hoặc một bí mật của doanh dịch bất lợi thành có lợi. Tôi phát hiện ra rằng những thứ mà tôi học được rất nhiều. Thực sự có rất nhiều thứ đến đại học thì tôi cũng ra ngày cũng càng nhiều. Đó chính là do tôi đã qua 3 năm tháng chứ tệ và kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được hàng ngày càng nhiều. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, họ đầu tư rất an toàn, còn vẫn là việc cương vị nhưng là không thể bỏ quên tài sản bản năng những sinh và tài chính của mình. Họ sợ những tài năng đó còn phải có thời gian để bộc lộ. Tầm bộ khả năng của tôi là yêu hẹp. Tài sản của mình đó cũng là công thức sống của tôi. Tôi bắt đầu với từ những hạt nhỏ, trong số đó một hạt để mầm, một số hạt bị không. Sau công ty bất động sản của tôi, tài sản lên với hàng tỷ đô la. Đó chính là khoản đầu tư tôi thép bất động sản của chúng tôi. Điều mà tôi muốn đi ra là phần lớn vài triệu đô la để mình quỹ để tích lũy vào những khoản đầu tư tiền nhỏ, 5.000 đô la đến 10.000 đô la mà ra. Và may mắn là tất cả các khoản tiền đều mới chi trả đều theo kịp với những khoản tăng lên nhanh chóng thị trường với trong vài năm. Năng lượng miễn thế nó lên đó luôn luôn không ngừng dùng để phát bán và mua sinh ra lời. Thôi mình xin tạm dừng ở đây mọi người, bữa sau mình sẽ tập tiếp. Hôm nay ở nhìn ông mình cũng thấy nó không có kiểu không có chỉnh mình. Bữa sau tập tiếp mọi người nhớ like và đăng ký để có ủng hộ thời gian mình nha. Thế bye mọi người, chúc mọi người tối ngon.